Thưa quý vị, bản quy hoạch đô thị nào được công bố thì cũng rất đẹp, chỉn chu và đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật. Trước khi đến giai đoạn sản phẩm được mở bán thì những bản quy hoạch này còn được thẩm tra kỹ càng bởi rất nhiều cơ quan chức năng. Ấy vậy mà trên thực tế thì luôn có rất nhiều dự án phê duyệt quy hoạch một đằng, còn thực tế triển khai thực hiện một nẻo. Bên cạnh việc chất lượng các đồ án quy hoạch giảm, tăng mật độ dân số, áp lực quá tải lên hạ tầng kỹ thuật, thì một hệ lụy nữa gây bức xúc đó là đất bị bỏ hoang, tiền của người mua nhà bị chiếm dụng. Đây là hình ảnh được quảng cáo và mở bán của dự án Làng Hà Lan ở Văn Giang, Hưng Yên, được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 của 4 năm trước. Còn đây là hình ảnh hiện tại trái ngược hoàn toàn. Dự án vẫn chỉ là những khu đất trống, ao đầm bỏ hoang. Theo thỏa thuận của chủ đầu tư, ngoài tiền đặt cọc, hàng trăm khách hàng phải nộp từ 2 đến hơn 5 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị nhà để đăng ký mua nhà. Và chị Hương sau khi nộp hơn 5 tỷ đồng thì chỉ biết chờ đợi. Chị rất thích cái thiết kế. Mình đầu tư tiền vào đây, mình không biết là tương lai 1 năm, 2 năm hay là 5, 10 năm nữa mới lấy được cái nhà đó để mà ở. Bức xúc hơn cả là mình là một khách hàng, mình muốn có được thông tin rõ ràng. Khi quảng bá bán ra đã được quy hoạch rồi mà đến bây giờ thì vẫn phải xin điều chỉnh quy hoạch. Đấy, và đó là một cái mà chúng tôi nghi ngờ rất là lớn, có cái gì mờ ám ở đây và thực hiện nó không đúng theo cái quy định của nhà nước ở đây. Khi mà chúng tôi yêu cầu cung cấp các cái thông tin đấy thì hoàn toàn là không cung cấp thông tin gì cả, mà chỉ nói một cách rất là chung chung là đang làm việc với cơ quan chức năng. 4 năm trước, các thỏa thuận ký quỹ giữa chủ đầu tư và người mua nhà cũng đã xác định thời hạn ký hợp đồng mua bán nhà vào ngày 30/4/2021. Nhưng sau gần 3 năm cầm hàng trăm tỷ đồng từ số tiền đặt cọc và 20% giá trị của hàng trăm căn nhà, nhưng chủ đầu tư này vẫn chưa ký hợp đồng với hàng trăm người mua nhà. Đây chỉ là một trong rất nhiều dự án với bản quy hoạch ban đầu đẹp đẽ, chỉn chu, nhưng sau liên tục xin điều chỉnh quy hoạch. Nhiều lần đề nghị là phải cung cấp thông tin là đang làm việc với cơ quan nào, vướng mắc ở đâu, quy hoạch điều chỉnh như thế nào. Đấy, có những cái văn bản, giấy tờ hoặc thông tin cho chúng tôi biết, nhưng chủ đầu tư thì đều né tránh. Nếu mà chúng ta không quản lý tốt về vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch thì nó rất là hệ lụy. Bởi vì chúng ta không thể dễ dàng mà một cái quy hoạch được duyệt rồi và có nhiều cấp thẩm quyền và nhiều cái cấp để thẩm định rồi, chúng ta lại điều chỉnh. Và chúng ta biết là rất nhiều đồ án và gần như là lúc nào cũng điều chỉnh do một cái áp lực nhóm lợi ích nào đấy, có thể thế. Là người ta muốn điều chỉnh quy hoạch để nó tạo nên cái cơ hội cho người ta để trục lợi cho cái việc đó. Không có cơ quan quản lý nào giám sát việc thực hiện các đồ án quy hoạch đang là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngày càng xuất hiện nhiều dự án treo lâu năm.